Chelsea đã để thua Real Madrid ở lượt về tứ kết Champions League trong một trận đấu mà đội bóng nước Anh đã làm chủ thế trận trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Các học trò của luyện viên Thomas Tuchel đã dẫn trước đối thủ tới 3-0 nhưng cuối cùng thì vẫn phải chịu thất bại vì những bàn thắng quyết định của Real ở những phút cuối trận. Chính thức trở thành cựu vương cúp C1 châu Âu nhưng ở góc độ khác, The Blue có thể tập trung cho những mặt trận còn lại. Ở giải ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn đang đứng thứ 3, hơn đội xếp sau là Tottenham 5 điểm cùng một trận chưa đá. Ngoài ra, trước mắt câu lạc bộ Thành Luân Đôn sẽ là trận gặp Crystal Palace tại bán kết Cúp FA diễn ra vào cuối tuần này. Trong khi đó, Crystal Palace cũng đang sở hữu một phong độ tốt trong tay huấn luyện viên Patrick Vieira. Trước khi để thua Leicester vòng đấu trước, những chú đại bàng đã trải qua chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó phải kể tới trận thắng 3-0 trước Arsenal và xuất sắc cầm hòa không đều trước Man City. Với thành tích ấn tượng như vậy thì họ đã sẵn sàng nghênh đón Chelsea mà không gặp phải bất cứ áp lực nào. Bên phía Chelsea có tới 4 cái tên không thể góp mặt là Lukaku, Hussein Odoi, Chinwell và Barkley. Đó cũng không phải là những tổn thất quá lớn bởi các trận đấu vừa qua, Chelsea đã chứng kiến phong độ tốt của các nhân sự còn lại. Đội trưởng Aspili Cuesta cũng sẽ trở lại sau khi bị nhiễm COVID-19. Crystal Palace cũng sẽ chỉ thiếu vắng hậu vệ Ferguson vì chấn thương. Khả năng ra sân của Olise, một trong những cầu thủ yêu thích của luyện viên Vera trong thời gian gần đây cũng bị bỏ ngỏ. Trên hàng công, Zaha, người đã ghi 11 bàn cho Crystal Palace mùa này, vẫn sẽ là cái tên đáng chú ý trong đội hình của những chú đại bàng. Năm lần đối đầu gần nhất chứng kiến cả 5 trận thắng đến từ Chelsea. Dù vậy, sau khi bổ nhiệm huấn luyện viên Vieira thì Crystal Palace đã chỉ nhận một trận thua tối thiểu ngay trước đối thủ trong lần chạm trán gần nhất. Phong độ của Crystal Palace cũng khá tốt trong 5 trận gần đây với chỉ một trận thua và 4 trận bất bại, trong khi đó Chelsea cũng để thua 2 trên 5 trận đấu gần đây. Ở trận này Chelsea chấp Crystal Palace một hòa. Việc trở thành cựu vương của Champions League sẽ khiến Chelsea tập trung cao nhất cho mặt trận FA Cup khi mà việc cạnh tranh ngôi vô địch Premier League mùa này dường như là không còn khả thi. Dù vậy Crystal Palace trong thời điểm này cũng không phải là một đối thủ dễ chơi và có thể giành quyền vào chơi chung kết. Chelsea sẽ cần thi đấu với tinh thần như cách họ đã thể hiện tại Bernabeu và người chơi có thể lựa chọn Chelsea cho kèo chấp không quá cao này. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 2 1 2. Trước khi huấn luyện viên Vera dẫn dắt Crystal, Chelsea luôn áp đảo trước đối thủ. Nhưng với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, Chelsea nhiều khả năng sẽ tìm kiếm một chiến thắng không quá cách biệt. Một trận thắng với cách biệt hai bàn có lẽ sẽ là hợp lý nếu xét theo những gì mà cả hai đã thể hiện trong những lần chạm trán trước đây. Dự đoán của thể thao văn hóa Chelsea đánh bại Crystal Palace hay không?